chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần. Và như thường lệ, ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục có những câu chuyện thú vị cũng như là những cuộc tranh cãi vô cùng nảy lửa đến từ hai nhóm khách mời, đúng không Aaron? Là phe Việt Nam, yep, và phe nước ngoài. Rồi, ngày hôm nay mình thay đổi một chút xíu đi, mình giới thiệu bên phe nước ngoài trước đi anh. Giới thiệu phe nước ngoài trước ha. Đến với chúng ta là anh Wu Si từ Hàn Quốc. Yeah. Đây này là có anh Adi từ Ba Lan. Yeah. Vanessa Lê từ Mỹ. Akari từ Nhật. Có cô Linh từ Nam Phi. Cuối cùng là Sejun từ Hàn Quốc. Yeah. Thì trong nhóm Việt Nam của chúng ta sẽ bao gồm có những gương mặt vô cùng điển trai và xinh đẹp. À không, trừ B-Max ra thôi. Đầu tiên giới thiệu, xin được giới thiệu là B-Max. Kim Nhã. Chủ nhiên VJ Mi Soa. Đàn rất là ngầu, tuy còn trẻ tuổi nhưng khuôn mặt rất là chững chạc, đó chính là Chi An Nguyễn. Hãy cùng với cô nàng diễn viên xinh đẹp Thúy Anh. Yeah. Và anh chàng không trần lãng tử Bảo Khun. Yep. Diễn viên đồng hành cùng với Quang Bảo đó chính là anh Aaron, đạo diễn vô cùng tài năng của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình với đoạn clip quen thuộc. Đó là những cái tình huống ở trong lớp học tiếng Việt căng thẳng. Yeah, chúng ta hãy cùng chờ xem là ngày hôm nay các học sinh liệu rằng có vượt qua được những bài test mà do các thầy cô giáo dạy tiếng Việt người nước ngoài gây ra hay không. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Nhìn quen quen nhá, sẹp nhá. Thì ra là anh. Anh làm dưới đây nữa. Thế là anh nay là anh nào nữa? Là quen con gái của tôi đó. Thế là ông có bao nhiêu con gái? Hay là một con gái quen ba, hai ba, bốn người yêu hay như nào? Tôi có hai con gái đấy. Hai con gái à? Tôi tên là Shinsuke. Cái lương ở chỗ này nó không có cao lắm. Làm sao mà bạn có thể nuôi vợ con với lương này? Vì... vì ở công ty cũ tôi... Tất cả nhân viên không làm việc chăm chỉ. Nên... Đây là bạn cũng thôi, không... Tôi làm việc chăm chỉ. Công ty cũ làm việc chăm chỉ đúng không? Không chăm chỉ. Không chăm chỉ. Dạ. À, công ty cũng không làm chăm chỉ. Không làm chăm chỉ. Ủa thầy. Nhưng mà tôi thấy trong hồ sơ của bạn ấy là có 1, 2, 3, 5 5 công ty khác nhau bạn làm việc trong 1 năm. Tại sao? Dễ chịu, dễ chịu. Tôi trong công ty này. Còn công ty cũ khó chịu hả? Khó chịu. Vậy thì, bạn đã tự ý đi ra khỏi công ty kia. Đi chơi riêng với con gái của tôi chưa? Bạn có không ít con gái của tôi chưa? Ít rồi. Rồi hả? Thì còn ngoài đó có làm gì nữa không? Đi chơi và... Thôi. Và hôi. Ôm và hôi hả? Ôm và hôi là sao? Ôm nhưng mà nó rất hôi. Này bạn ơi, bây giờ xin phép, bây giờ nãy giờ mình rất là muốn hỏi cái câu đó. Cái đêm mình không thể nào tự nghĩ ra được. Tôi thấy bạn ở trong Facebook của bạn của tôi thấy anh từng đi chơi với con gái của ông này. Oh yeah. Qua đêm họ đi gì
Sapa thì phải. Ồ, đi Sapa hả? Anh đi Sapa với con gái của tôi hả? Đi rồi. Đi rồi. Vậy thì trong cái chỗ đó là có ngủ một giường hay hai giường? Câu hỏi chân sai sai. Dám nói vậy luôn hả? Dám nói vậy luôn hả? Thì nói thẳng ra vậy luôn hả? Có tiền nên phải ngủ một giường hả? Có bao nhiêu người ngủ trong phòng đó? Hai người thôi hả? Lúc mà đêm đến bạn với bạn gái làm cái gì? Ngủ như thế này hay là ngủ như thế này hay là ngủ như thế nào? Lúc đó đất làm đất làm thì là bạn có làm cái gì cho nó ấm không? Ôm nhau rồi cái gì nữa? Thôi được rồi, đủ rồi. Tò mò quá. Sau này cái tương lai của bạn thì bạn tính sao? Cái mục tiêu lâu dài trong đời của bạn là gì? Bán hàng. Bán hàng hả? Bán hàng rồi. Cái ước mơ của bạn là bán hàng thôi hả? Hàng gì? Hàng iPhone. iPhone. Bán hàng là bán iPhone hả? Và sau đó thì muốn làm gì nữa? Sau đó bạn Samsung. Bạn Samsung. Giỏi thế. Ok. Này, xin sư kê. 20 năm nữa bạn nghĩ cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Tôi sẽ đi trắng. Trắng. Hả? Nghĩa là trắng hả? Trắng. Mặt trăng. Dạ, mặt trăng. Mặt trăng. Sẽ đi mặt trăng không hả? Dạ. Và đi bằng cây gì? Bằng cô gái. Con gái. Bạn gái. Cưỡi bạn gái. Đi lên mặt trăng. Khoan. Tôi không có hiểu. Thích đi tùng trăng mặt. Trăng mặt. Trăng mặt. Không phải là đi mặt trăng mà đi tùng cô gái. Ok, đấy thì chấp nhận được. Okay. Bạn đúng là cây rất đặc biệt, bạn là nhân vật rất đặc biệt. Ok, rồi. Nếu mà anh làm việc ở đây thì anh phải biết đọc tiếng Việt. Con cò cổ cải cổ con còn. Cổ cải cẳng thảo thảo. Cổ còn cẳng thảo còn cổ. Nghe giống như tiếng Thái luôn mà em học đấy. Bạn vừa đọc vừa diễn cái con cò đó hả? Khổ. Thì bạn nhớ là cái âm này là ông. 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 Đúng rồi. Ông. Có âm mờ sao đó. Ông. Ông. Con cò có cái cổ cong. Ok, rồi đọc lại thứ hai. Con cò có cái cổ cong. Cổ cải cẳng cao. Cổ cồn cẳng cảo con cò. Em nghĩ là cái phổi của bạn này ấy rất là nhỏ, bởi vì lần nào bạn ấy hít vào ấy phải thăng lên như thế này. Đóng xuống. Lên lớp lù lẫn lại hay nơi lầm. Lên lớp lừa lắng lại hát nổi lặng. Ok. Chấp nhận. Thì chúng tôi sẽ bàn lại với nhau, sau đó báo cáo lại cho bạn ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cố lên. Cảm ơn hay không? Ok. Rồi đi ra. Đi ra. Dễ thương thế sếp ơi. Thì chắc là phải lâu lắm rồi mới coi một cái clip ở Việt Nam mà mắc cười tới mức độ này luôn. Thiệt chứ. Cách tình huống kìa, lên lại ha. Em nghĩ là sẽ xem các bạn ở đây nè. Em nghĩ là cái chuyện mà làm đi phỏng vấn xin việc mà vô tình gặp phải bố của bạn gái mình đó là căng thẳng lắm rồi, mà trong cái tình huống đó mà mình còn không có rành cái thứ tiếng đó nữa, mà còn gặp thêm một cái người mà rất là biết khai thác như là anh AD nữa. Hỏi rất là chọc ngoáy thế này thì kiểu gì cũng chết. Tò mò nữa phải hỏi thôi, đúng không? Là coi như là anh hại chết một bạn người luôn đó anh à. Wow,
Đúng nghĩa là cái những cái tình huống mà có thể nói là dở khóc dở cười khi mà vô tình gặp phụ huynh đúng không ạ? Và em chắc chắn rằng là không chỉ là cái chuyện mà vô tình gặp trong khi mà đi xin việc đâu, mà còn đôi khi là mình đang đi đâu đó ngoài đường mà nhiều mình, chỗ khác nhau nha, mà mình vô tình gặp phụ huynh của người yêu, thì câu chuyện nó sẽ như thế nào và ở trong những cái tình huống như vậy chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào, thì đó cũng chính là chủ đề của ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình huống đầu tiên. Khoe thân trong nhà tắm cùng bố vợ tương lai, ai mà có tình huống gì ghê dữ vậy trời. Chắc không phải là nữ rồi. Chắc không phải là nữ, tại vì bố vợ mà. Bố vợ không thể là nữ được. Anh trai này. Có một ngày mà Thế Dương bên Hàn là đi tắm á, ở nhà tắm mà công cộng. Tại vì ở bên tắm tắm công nhà tắm công cộng. Nhà tắm. Đúng rồi. Tại vì ở bên Hàn là có một văn hóa là nhà tắm công cộng. Cái đó thì mọi người thì tắm chung là cũng khỏa thân cũng không có mắc cỡ gì đâu. Tự nhiên muốn đi tắm nên đi, nhưng mà tự nhiên á tình cờ gặp bố của người yêu. Mà mới quen. Hai người thì đứng đó vì hai người đang khỏa thân. Tức là sau khi cởi đồ xong, lúc đó là sáng sớm, mà 5 giờ sáng sớm, là không có ai gì hết, cả nhân viên spa cũng không có luôn. Rồi hai người thì cũng cuối cùng thì cũng phải là tới tế bào chết. Tới tế bào chết. Cách tắm ở đâu, trà ở đâu? Cách thân trước thì tự làm được, nhưng mà cách trên lưng phải cố người mà giúp tới. Hai người thì cứ đứng đó và cứ ở xa xa mà cũng phải là ở gần nhau. Xong rồi thì mà cái mấy phút đầu tiên tại mấy phút tới thì mà hai người thì trả cho nhau, thì hai người im du mà không có nói gì hết trơn. Mà sau mấy phút thì tự nhiên bắt đầu mà cảm giác nó hơi gì ta, cảm giác giống như là một cặp vợ chồng mà đã sao chuyện ơi đó đã thân nhau rồi. Thì nói về chuyện này chuyện kia thì xong vụ này xong cái vụ này rồi thì cũng bố của người yêu thì cũng thi thoảng rủ đi tắm cùng nhau mấy lần nữa. Này nói là đúng. Ok bạn. Nhưng mà mình tưởng là sau đó là bố của bạn gái thấy bạn trai của con gái mình naked như thế này, sau đó nhìn vào là may được, khỏe, duyệt. Hóa ra là không. Ý anh là kiểm tra hàng chứ đó. Gia hàng chứ. Ai biết được. Hàn Quốc xa lắm. Không, thật ra đây là một cái điều mà chắc là ít chỗ nào bị gặp. Tại vì cái văn hóa mà tắm onsen kiểu đó thì chắc là chỉ có Hàn Quốc với Nhật Bản thôi. Đúng là chỉ có Hàn Quốc và Nhật thì hay gặp cái tình huống đó. Rồi. Nói chung là một câu chuyện thú vị đúng không? Em nghĩ là không bao giờ em hy vọng là gặp bố của người yêu hay là bố của vợ tương lai trong nhà tắm bên trên á. Hơi thân thiết quá. Nhưng mà rồi còn bị chà. Trời ngại lắm luôn á. Đối với người không có thì bình thường. Và cái tướng nãy chưa đụng vô con gái người ta mà đụng vô bố người ta trước. Đừng vô ta lên. Ôi giời ơi, ok vừa thôi. Thật sự sau khi em ở Nhật thì không có thấy ngại để mà ở trần chuồng. Hay bữa nào mình đi tắm đi, em biết chỗ tắm hay lắm. Ủa hơi Hàn Quốc luôn. Ok, hôm nay em ngủ đi. Nơi tình yêu bắt đầu đấy. Bắt đầu dẫn bạn trai về nhà hôn nhau thì phụ huynh đột ngột xuất hiện. Quen quá. Phải câu chuyện của ai? Nhạc ra cười dữ vậy. Tự nhiên biết lắm mà mấy người giống nhau cái anten á, có sống hết à. Ta câu chuyện không có gì đâu, thì là hồi đó là em nhớ em học cấp 3. Phải là một ngày đẹp trời, nắng sáng chói chang. Buổi trưa thì đi học về thì người yêu em đưa về nhà. Nhân tiện lúc đấy thấy nhà không có ai, thấy cửa đóng kín ba cổng luôn. Thế là thôi nghĩ là thôi vào uống nước đi. Thì vào uống cốc nước. Ra nói thế thì mình cũng hơi hồn nhiên, mà mình cũng có ý định là kiểu dụ bạn trai vào nhà xong hôn nhau một tí. Hôn nhau một tí. Về nhà mà hôn có một tí rồi. Tôi chưa kể tí bên nào. Hôn một tí bên nào. Tí bên nào. Một tí. Mỗi chỗ nó một tí. Ngoài hai tí là một tí thôi. Tí thôi. Tí thôi. Nhà không có ai. Em quyết định là thôi không bật đèn. Ôi.
Thế mà chỉ có một tí thôi. Phòng khách của phòng khách thôi, nên một tí thôi. Đấy là một tí. Thì đang trong lúc răng dở, đang thăng hoa thì là nghe tiếng cửa. Lại câu chuyện này rất quen, nghe tiếng cửa. Cạch 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 cạch, tiếng xe bố kiểu rung rung phát đấy. Chưa được, chưa được, phải làm nào mà trong khi cửa mở rất nhanh thì trong tích tắc em đã bật đèn, lôi sách vở ra ngồi trả vừa học. Đấy, bố vào. Đấy, thế là bố vào và hai con đang học bà ơi, thôi học tiếp. Thế anh nghĩ là sau chương trình này dạ, bố biết sau bố em mình sẽ biết đó. Bố em không xem sau... TV. Sau mình thấy cái này quen quen quá ta. Hình như mình gặp ở đâu rồi. Coi như đó là những cái tình huống thú vị. Thật ra là giống như GA đi, GA cũng từng kể với câu chuyện giống như vậy. Thì mẹ GA thì coi như là lặng lặng rút ra, không có ý kiến gì hết. Thật ra ấy. Nhưng mà còn ở nước ngoài thì sao? Em không biết là khi mà việc văn hóa của các nước, khi mà phụ huynh mà thấy con mình tầm 16, 17 tuổi mà đang hôn bạn trai hay bạn gái ở nhà, thì phản ứng của phụ huynh sẽ như thế nào? Nếu mà xem cái cảnh mà hôn nhau á thì đi ra làm cái gì chơi, đây có phải nhà chứ không phải là chỗ hôn đâu, xong rồi đuổi. Hoặc là nếu mà bạn nào mà thông minh như là chị Thủy Anh thì có thể là kiểu sao chị, sao mẹ, rồi cứ hợp đi, xong rồi đóng cửa. Anh đi sao anh nước cười hoài, khúc khích hoài ra. Không, tại vì ở Ba Lan này thì cái đây là bình thường, nếu mà bố mẹ thấy là con của mình ấy trên cỡ 13-14 ấy hôn nhau thì kệ, bình thường. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy, ai mà chả thế. Còn nếu mà thỉnh thoảng có bố mẹ mà khó tính ấy, ê con vừa làm cái gì đây, ta cũng phải mẹ xưa cũng thế mà. Thế sếp mẹ chỉ có thể nói nhỉ, thế thôi. 15 tuổi cũng được, đơn giản thế thôi. Từ cỡ 14 trở lên. Không, đa phần là em nghĩ là phương Tây mọi thứ nó sẽ không có quá căng thẳng về cái chuyện này, đúng không? Trên 14 là được. Á Đông nó cũng có những cái khó riêng, đúng không ạ? Rồi, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo để xem là cái tình huống này sẽ như thế nào nha. Hẹn hò bí mật với ba mẹ của bạn gái. Trời ơi, hẹn hò vậy? Hẹn hò bí mật với ba mẹ của bạn gái là tức là như thế nào? Mình hẹn hò lén với ba mẹ của bạn gái hả? Thì đó. Okay, bây giờ giải thích đi, hẹn hò bí mật là sao? Em cũng khá là lâu rồi, thì mình hẹn với bạn gái 2 tuần rồi mình không có chơi, cho nên là hai người nhớ quá, xong mình hẹn. Nhưng mà cuối cùng lúc mà mình mặc áo đó mà tự nhiên bạn gái đi với gia đình, là ủa tại sao, là nhắn tin là tại sao vậy? Tại vì ba mẹ mới lên từ quê rồi hôm nay phải đi chung. Ôi vậy thì sao? Thì chơi chứ sao? Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Ok, xong rồi. Đầu tiên là mình sẽ đi ăn trước. Thì thấy ba mẹ em cứ đi theo ngoài luôn. Thang máy, đi bộ, lúc nào cũng đi theo. Cách khoảng 20 mét. Ủa không có đi chung hả? Nó là nhỏ em không dám chơi chung. Rồi, em hiểu rồi. Giống như là staff theo là coi như là bạn gái với lại ba mẹ đi thôi. Chơi. Đúng rồi. Xong rồi mình đi lẻo đẻo đi sao? Đúng rồi. Nhưng mà ba mẹ hỏi. Theo dõi ba mẹ. Nhưng mà ba mẹ không biết điều đó. Chỉ có mình với lại bạn gái biết thôi. Thì đầu tiên là ăn thì mình ngồi bàn thì chắc chắn là mình phải hơi xa xíu. Mình ngồi cái sau lưng của ba mẹ cùng mình thấy bạn gái. Rồi mình vừa ăn vừa nhìn. Đá nhiều. Đá lòng nhiều. Có đút cho nhau ăn qua kiểu khoảng khách thì không? Không được, sao nhau vừa đó là nhắn tin cho bạn gái không? Nhắn tin không à? Không có gọi điện luôn, nhắn tin. Rồi đi ăn rồi làm gì nữa? Đi ăn xong rồi đi uống cà phê. Xong rồi cùng đi cùng khách cái quán. Đúng rồi, cũng đi luôn. Cùng đi luôn. Đi chung nhưng mà cảm giác đi một mình. Thì bố của bạn gái thì có phát hiện ra không? Từ đó thì chưa phát hiện ra. Cuối cùng là đi xem phim. Thì mình không thể nào mà đi trước được, chứ mà mình xếp hàng á. Tự nhiên mình đứng phía sau nhưng mà mình đứng gần luôn. Rồi mình xem kiểu bút ở đâu để mình ngồi gần nhau. Bên à. Nhưng mà không ngờ là đúng ba chỗ, là đúng ở giữa luôn. Xong rồi, ô chết, nếu mà ngồi đây thì mình ngồi ở đâu ta? Xong rồi ba mẹ bạn gái ngồi ở giữa, xong rồi em phải chọn ở dưới. Xong rồi ok xem phim vô. Tôi bắt đầu xem nhưng mà em cũng phải nhìn, vừa nhìn xem, vừa xem phim vừa xem bạn gái đúng không? Tại vì bạn gái của em mà. Thì lúc mà xem phim thì nào mà buồn hay là vui á thì nhưng mà người xung quanh thì kiểu bị chấn động. Đúng rồi, bị thần kinh có bị gì á. Nói chung là ngày đó mình cảm thấy vui nhưng mà mình cảm thấy hơi là bởi vì cái người xung quanh nhìn mình một cách giống như là thằng này bị bệnh mới ra từ bệnh viện hay sao mà. Sau đó là đi toilet.
ba mẹ đi toilet, còn em thì nói chuyện với nó. Thấy ba mẹ ra ngoài, xong rồi thấy hai người nói chuyện, xong rồi phát hiện ra là mình đang nói chuyện xong, nhưng mà ba mẹ không nói gì hết. Rồi đi đi con, xong rồi về là kết thúc. Vậy thì họ biết luôn? Họ biết, nhưng mà họ cứ nghĩ là à, bạn bè biết nhau mới gặp, xong rồi ok, bây giờ đi, bye bye. Còn với em với bạn gái là chơi từ đầu đến cuối luôn. Chơi từ đầu đến cuối. Ba mẹ không biết. Trời ơi, cuộc hẹn khó chịu quá. Lại lùng luôn á. Hẹn hò khó chịu à. Cái chuyện này lạ nha. Lạ luôn á. Cái chuyện này thật sự là lần đầu tiên trong đời mới nghe cái tình huống như vậy luôn. Biết thì mình mới làm được cái gì nữa hết trơn á. Cái này là một cảnh trong phim gì đó. Lâu rồi mới gặp lại thì chắc chắn là có ai cũng nghĩ là muốn nắm tay, muốn hôn, muốn ôm đúng không? Nhưng mà lại mình muốn mà kiểu không được á. Tức quá trời luôn. Nhưng mà Pussy có nghĩ là có khi là ba mẹ thì đã biết từ đầu luôn á. Đã thấy là cái bạn này đang theo mình hoài, đang đi cùng quán với nhau hoài. Vậy thì có khi là họ cũng biết là họ là bạn của nhau. Cái đó thì thông qua bằng chương trình biết thôi, nhưng chắc không biết đâu. Còn lần sau gặp thì sao? Lần sau gặp thì chơi chung luôn. WhatsApp vô. WhatsApp vô. Chơi chung luôn. Không như xưa nữa, xưa là quá buồn. Không, hồi xưa nhá, bà Bảo á, từng có một cái người bạn. Dạ. Cái câu chuyện nó cũng tương tự như là Uzi vậy đó. Nhưng mà giống như là hai bạn này quen nhau, xong rồi xác định là ngày hôm đó sẽ đi chơi với nhau hay là đi coi phim với nhau. Thì bởi vì gia đình bạn gái này rất khó, cho nên mẹ bạn gái này lúc nào là cũng sẽ đi chung với lại cô gái này hết. Coi như là đi ăn thì là hai đứa cứ ngồi một bên, bác sẽ ngồi một bên, bác ăn một mình bác. Rồi đi coi phim thì mua ba vé, hai đứa ngồi hai bên, bác ngồi ở giữa. Mày đâu đi, tao cái bên. Mà làm vậy nó rất là hại con của mình, là tại vì con của mình lúc khi ra đời chẳng biết gì hết, là chỉ biết nghe lời bố mẹ thôi. Không, nhưng mà bây giờ hai người đó cưới nhau rồi. Hạnh phúc quá trời. Sẽ là em quen bạn gái đầu tiên của em là em bạn gái, gia đình bạn gái không cho phép bạn gái quen bạn trai trong khoảng thời gian mà đang làm thủ tục đi nước ngoài. Thì mình giả danh là bạn học và thuộc giới tính thứ ba để mình được tiếp cận nó. Câu chuyện là như vậy đó. Thì là cái người ba đó là cái người rất là gọi là tinh ý, nhưng riêng người mẹ thì lại người ta không nghĩ, người ta tin con, người ta chứ hai đứa này nó là bạn học thôi. Nhưng mà người ba thì là rất là để ý, tại vì mình bắt được cái nhịp á, chỉ cần mình chỉ có vài hành động mình để ý thôi là thấy quay qua quay lại là thấy bắt nhìn ổng, ổng follow mình, anh hiểu không? Cho nên là sau này khi mà mọi chuyện nó xong hết rồi thì bác cũng có vài lời góp ý. Nói là con có thương thì mày đàn ông con trai mà, mày có gì thì mày phải nói. Chứ mình đừng có giấu như vậy. Thì đó, nhưng mà cái ánh mắt lúc mà người ta quan sát mình là rất là sợ. Quýu càng con gái quýu luôn vậy. Nhưng mà hơi mình cũng người đàng hoàng. Đang quảng cáo kìa. Ba của bạn gái là biết là em đang giả bộ. Dạ, tại vì có những lần thí dụ như là nhờ đẩy xe thì những người đa phần là người ta yếu, người ta không có làm được việc đó. Còn em thì đàn ông mà mình đụng chuyện nhiều khi mình quên, quốc mình phụ, mình hỗ trợ hết mình. Lộ men liền. Cái nó lộ. Lộ men. Chứ lúc đầu là nó mới lộ men liền. Chắc men quá sao mà giấu được. Cái này cũng có thể là phim được nè. Dạ, phải như phim này. Phải giả mình là gay để mà có thể quen được cô nào đó. Dạ, thật sự. Khi nào giả xong rồi bị luôn không? Hả? Với các bạn là có đôi lúc nó bị gặp vô hai năm mà nó bị thành thói quen á, đi phải này hèn nọ chi, vai luôn rờ người ta hoài. Sợ rồi đó nha. Nhiều khi cái ánh mắt của ba của bạn đó là đang nói lên là để tao coi mày giả được đến lúc nào. Không biết là mọi người sao nha, không biết là ở các bạn ở nước ngoài hay Việt Nam sao, nhưng mà riêng Bảo á, chỉ cần mà gặp phụ huynh thôi là gần như không biết nói gì luôn. Bị điểm quyền kia đó. Hỏi cái gì là trả lời đúng cái đó. Không dư, không thêm, không bớt cái gì. Chuyện nào xong vậy em? Rất là ngại. Nhưng mà ở nước ngoài, ở phương Tây chắc là mọi chuyện nó thoải mái hơn đúng không? Nó giống như tùy người thôi. Tại vì nếu mà mình suy nghĩ là sau này á, cái này cũng là gia đình của mình á, thì mình cũng phải thoải mái một chút. Giống như mình cũng phải thương gia đình. Thì nó không có giống như khô quá. Nhưng mà nó cũng ăn thua là mình nghiêm túc đến cỡ nào. Nếu mà mình chỉ quen chơi thôi mà đi gặp ba mẹ thì thì gặp để làm lắm. Gì quen chơi mà gặp ba mẹ nó làm gì, mất thời gian. Hợp lý. Câu chuyện tiếp theo.
anh của người yêu cũng thích mình. Chắc còn một bạn nữa. Đây là có thể là anh của người yêu cũng thích mình. Đầu quỷ nói đang chi, đầu quỷ nói đang chi, đầu quỷ nói đang chi. Dưới này bây giờ câu chuyện này của ai nè? Này của anh đâu? Có một tiếng cười rúc rích ở đây. Cái anh nữa. Người yêu. Và người yêu là người nam hay người nữ? Câu chuyện cũng đã lâu rồi. Lúc đó bỏ qua cái vế người yêu đi ha. Thì cái mình có quen một cái anh bạn thân. Chơi rất là thân với nhau, kiểu như là hai thằng kiểu bây giờ đâu? Thân với nhau á, kiểu như hai anh em á. Thì mình cũng hay giỡn. Mình cũng kiểu giỡn giỡn rồi ôm rồi. Ban đầu thì mình thấy là người đó cũng hay giỡn với mình thì mình cũng giỡn lại. Xong rồi bỗng nhiên một thời gian sau một ngày nọ thì cái bạn nam đó bạn mới hẹn ra quán cà phê. Tưởng là rủ đi chơi, hai người đi chơi bình thường thôi. Thì cuối cùng cái bạn nam đó bạn mới nói là tao thích mày. Thì mọi người biết rồi, I'm not gay, bà Quynh không gay. Cho nên là cái câu đó xong á, mình hơi bị không biết trả lời làm sao. Thì cuối cùng thì lúc đó còn nhỏ cho nên là bà Quynh mới chơi cái trò gọi là nói sao ta quất, không phải quất ngựa chi phong nữa mà là sao ta quất ngựa chi phong. Quất ngựa chi phong luôn. Mình xài cái bài là trốn. Tức là bạn đó kiếm mình thì mình sẽ né luôn. Trong 36 cách chậu là thượng sách đó. Chậu là thượng sách. Thì bạn đó kiếm mình thì mình cũng không có liên lạc gì nữa. Bẵng một thời gian sau, lúc đó bọn Quân mới quen đó chứ không phải là kiểu mình muốn tìm hiểu cái bạn nữ đó thôi. Thì bạn gái đó mới dắt mình về nhà. Thì mọi người biết rồi. Khi mà mình vừa mới bước đến cửa nhà thì ánh mắt đầu tiên mình nhìn không phải là nhìn ba mẹ mà mình gặp chính cái người con trai đó. Quá. Nhưng mà ngày xưa em với anh kia thân tới mức mà không biết có em gái luôn. Không, tức là không có nói ra. Xong rồi mình thì chơi bạn bè trên lớp đâu này kia thôi mà. Sau đó cuối cùng mình gặp thì mọi người biết cái mặt mà vừa khóc vừa cười không? Khó. Ăn ngửi gì? vậy thì cái đó. Vừa khóc vừa cười. Vậy thì cái đề này nó phải là anh của người yêu đã từng yêu mình. Đã từng yêu mình. Yeah. Đó thì cuối cùng mình lại sử dụng cái cách thêm một lần chậu nữa. Quất chi phong rồi nữa. Đây là quất chi phong. Quất chi phong. Say sorry, nói xin lỗi em. Nhưng mà đâu có sao đâu, nhưng mà không, nhưng mà cụ thể lúc mà em không gặp này cũng đã đến à. Gặp cái anh đó trong cái lúc đó thì em phản ứng như thế nào? Em không lẽ em đi về luôn? Cười. Không kể cái câu chuyện đó cho người bạn gái đó biết. Vì nếu mà kể ra thì chắc chắn là nó sẽ anh kia cũng ngại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình thì mình đang là người đứng ở giữa cho nên là mình cũng không có biết xử lý. Sao anh có gặp em để mà nói chuyện không? Chẩu mà. Chẩu là thượng sách mà. Tức là sau đó thì nhắn tin ok anh xin lỗi em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc rồi sao chẩu. Không phải là em làm cho một gia đình tan vỡ bảo à. Không phải là mình muốn điều đó nhưng mà đó là cuộc đời nó xô đẩy vô thôi, đó là cái duyên cái nợ thôi. Nhưng mà bây giờ mình không có nợ với người ta thì buộc mình phải. Là do anh không muốn nợ chứ anh có nợ người ta hỏi anh muốn thích anh rồi mà. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình quen cô gái đó cũng khó cho mình nữa. Đúng không? Rõ ràng là mình sẽ làm khó và khó cho cả hai rồi. Nếu như mà bây giờ mình về và mình sống chung một nhà. Thôi xạo hoài thích đúng không? Thấy đi chơi với Max hoài. Đó cho nên là liên hoan gì đó. Liên hoan chứ. Có vẻ có những cái tình huống khó đỡ nha. Rất là khó luôn. Bởi vậy các bạn nam, nếu như mà có một bạn nam nào mà kiểu hay giỡn mà kiểu sờ soạng hay là hút hít gì mình thì mình nên làm rõ vấn đề. Làm rõ vấn đề. Mình phải nói với người ta là no, chuyên gia sờ soạng luôn. Nếu như mà rõ ràng là mình phải nói ngay từ đầu là mình phải nói là no, I'm not gay, hay là my boyfriend is gay. Không, mà cái tình huống đó khó xử thiệt. Đúng không? Em thấy là cái tình huống đó rất là khó xử. Không, nhưng mà cái hay của Bảo là Bảo rất là rõ ràng. Là Bảo không có tiếp tục với cả một trong hai. Đúng để rồi. Mà tránh cái trường hợp là bị khó xử cho gia đình đó. Nói chung là rất là hoan nghênh tinh thần của Bảo Quynh. Rồi, ok. Rồi, cool quá. Đây là hai anh em cùng một nhà. Rồi thậm chí là có những cái trường hợp là hai chị em cùng một nhà cũng thích một người. Đó, cho nên là cái chuyện đó nó đúng nghĩa là không biết phải giải quyết như thế. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp hay lắm nha. Đây nè, em có một cái trường hợp như thế này. Cái bạn trai đó là bạn của người anh cả. Xong thì đi qua nhà chơi thì mới quen người em Út.
Mà khi chia tay người em Úc rồi thì cuối cùng là cưới người chị gái ở giữa. Oh, wow. Cái đám cưới vui à. Trường hợp đó rất là em đã từng chứng kiến luôn. Và kiểu là nó cũng hơi weird đúng không? Nhưng mà đúng là tình yêu thì duyên nợ rồi thì khó nói lắm. Có cái chuyện này nó lạ hơn nữa. Có hai anh này nè. Mà họ cứ nói là một người nói là họ là anh họ. Một người khác nói là họ là anh em ruột. Mà không hiểu tại sao lại họ là anh họ được mà cũng là anh em ruột luôn. Nhưng mà là cả hai một lúc. Là vì như thế nào nè, là hai chị em đã lấy hai anh khác, hai khác nhau đúng không? Nhưng mà sau đó là một người chết, một người chồng chết, rồi cái cặp kia ly dị, rồi sau đó là cái người mẹ mà chồng đã chết đã lấy cái anh kia mà đã ly dị cái chị em của mình. Cho nên là hai người đó vừa là anh em họ vừa là anh em ruột. Cái này là truyền thoại ở ngoài luôn. Okay, không hiểu gì hết. Em bắt đầu em thấy là chúng ta nên đổi tên chương trình, đừng có là chuyện phím cuối tuần nữa. Chuyện hắc não. Mà là hắc não cuối tuần. Hắc não cuối tuần. Có nhiều câu chuyện, nhiều cái tình huống mà thực sự là phải đến cái chương trình này nghe mọi người chia sẻ thì em mới thấy là lần đầu tiên trong đời em thấy cái trường hợp như thế này, chứ trước đây chưa bao giờ thấy. Không. Đêm khuya rồi. Mới công mọi người chuyển kênh lắm, thôi bây giờ mình chuyển qua chủ đề khác nè. Đi nhảy đầm cùng với mẹ của bạn trai. Bây giờ là quan trọng là nhân vật chính là nam hay nữ nè. Thì đó, nhân vật chính là nam hay nữ. Cái câu chuyện là nữ là của em. Dạ, thôi giờ mình bỏ hết những cái mà sắn não ra lúc nãy đi. Câu chuyện cũng đơn giản thôi, dễ nhẹ nhàng, dễ thương thôi. Ok. Thì hồi đó lúc em 22, 23 tuổi mới quen bạn trai. Đó là thời gian đầu tiên lúc mới quen. Thì vẫn hay đi chơi, đi club với nhau. Thì buổi tối hôm đó là em đi ăn với một nhóm bạn bè hết. Ăn xong trước rồi thì bắt đầu là mới đi ra khỏi cái nhà hàng đó. Thì đang trong như là mặc đồ đi club mà thì kiểu rất là sexy, rất là hở. Xong rồi hở lưng, hở vai các thứ. Vừa đi ra khỏi nhà hàng đó thì thấy gia đình, thì thấy mẹ với lại các dì của bạn trai đi ra từ nhà hàng kế bên. Xong cái quay sang, đi đâu đây? Xong lúc đó em rất là giật mình, em hết hồn luôn. Thì em sợ, em cũng núp, em coi là trời chết là sao, gặp ở đây không biết như thế nào. Cái xong cái mẹ bạn trai ra, ôi đâu mặc đồ đẹp thế, mặc đồ đẹp đấy, cái váy đẹp đấy, váy đẹp đấy. Nói là giờ đi qua nhà bạn ăn sinh nhật ở nhà bạn. Thế là cái mẹ nói là thôi sinh nhật thì đi ra ngoài chơi chứ đi làm đi về nhà làm gì. Thế là mẹ bạn ấy nói là đi nhảy đồng, đi club với mẹ là của bạn ấy luôn, mẹ bạn ấy sẽ trả tiền. Thế là nguyên một nhóm cùng đi qua một cái club đó chơi quậy chung luôn. Vui. Vô gia đình đó đi. Vô gia đình đó đi. Nhưng mà đó là câu chuyện dễ thương. Đó là câu chuyện dễ thương đó. Lúc em rất là bất ngờ khi mà em thấy là thứ nhất là mẹ bạn ấy là người Bắc. Tức là người Bắc thì ta rất là khó tính. Không hiểu. Không hiểu. Sao làm sao kiếm được một cái gia đình như vậy ta? Thích lắm á, vậy là bác gái quá tâm lý. Mà bác gái nói hèn chi con mình thích là đúng rồi. Giống mình. Rất là nhiều lần mà đi chơi, có nghĩa là ở nhà những khi cuối tuần mà chán ở nhà, xong rồi ở nhà mẹ hỏi là sao cuối tuần không đi nhảy. Gia đình này được á. Rồi đến một lúc nào đó cứ đi chơi là rủ, xong tới một ngày đẹp trời chốt lại con bé này hư lắm, đi chơi suốt. Có chuyện đó. Không, nhiều khi cũng là một cái bài test thì sao đúng không? Bài test là tốt á. Nhiều khi có nhiều khi người lớn người ta hay dễ dãi như vậy. Ủa, để người ta thử xem coi cái người đó nhiều khi là về thổi lỗ tai vậy. Thổi lỗ tai đứa con xem đó. Không muốn thử. Cậu trai đấy. Nhiều lúc á mình gặp gia đình nào mà rất là giống như dễ thương mà mình không có duyên với lại con trai. Dạ đúng rồi. Lúc em chia tay em không tiếc bạn trai mà em tiếc gia đình và bạn trai. Bởi vậy nó giống như là chia tay với gia đình mới là đau khổ. Đúng rồi, chính xác. Lúc đó là tâm trạng mà lúc này đồng cảm gì, đồng cảm gì đó. Hôm nay lại tiếp tục là một đêm khó ngủ nữa. Không chỉ của riêng tôi mà đã gặp đối với khán giả của chương trình luôn. Những câu chuyện được kể ra chắc là lần đầu tiên trong đời được biết. Ta hãy cùng nhau bình chọn xem là câu chuyện nào là câu chuyện ấn tượng nhất các bạn. Thì ôm lại thì có ai cũng chỉ lên kia hết. Một người ai cũng chỉ lên trái tim. Câu chuyện về một người đàn ông làm tan nát hai trái tim. Tan nát một gia đình. Tan nát một gia đình luôn á. Nhưng mà rõ ràng là đó là cái thế mà mình buộc phải làm vậy rồi. Khiến người ta huynh muội tương tàn là xong rồi. Thật ra em nghĩ là em phải cảm ơn Aaron rất nhiều. Từ ngày một cái phiên bản mới xuất hiện như thế này, nếu mà em dẫn một mình chắc em chết.
phải có người vô để mà coi như là cùng chia sẻ cái nỗi niềm này cùng với em. Và có thể thấy rằng là thôi thì khi mà đã nói về cái chuyện tình cảm á, cảm xúc của nó khó nói lắm. Và nó có những cái trường hợp nó có thể nói là rất là oái âm và là dở khóc dở cười. Thôi thì quan trọng nhất là miễn rằng là hai người yêu nhau một cách chân thành thì kiểu gì cũng có thể qua được. Ok. Được không ạ? Hai anh em cùng gánh nặng với nhau. Ok, thôi. Gánh nặng với nhau. Đứng cùng về nhà với nhau đúng không? Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.